Em mà lấy cục đá là khó, nó đập cái đầu thằng đó đó, đặng cho buông bé Duyên á. Là cuốn mại dạy trắng mình đó, rồi giờ em chỉ còn mà nó độ lúc nó đâm nó chắc máu nó độ nhiều lắm, vậy tới đây nó không còn giọt máu đi. Một xe khách trên quốc lộ 1 bắt giữ nghi can giết người cướp tài sản ở Bình Dương. Theo báo cáo ban đầu, thời điểm trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận nhận tin báo trên xe khách có nghi can gây án giết người cướp tài sản tại thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận phối hợp triển khai tổ tuần tra trên quốc lộ 1 qua địa bàn. Khi phát hiện chiếc xe khách mang biển số như tin báo, tổ tuần tra tiến hành dừng và kiểm tra hành chính như bình thường. Do ban đầu tổ tuần tra không nhận được thông tin tên tuổi cụ thể của nghi can nên kéo dài thời gian kiểm tra chờ lực lượng hình sự phối hợp triển khai. Lúc này, lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Thuận bất ngờ ập lên nhận diện bắt giữ nghi can. Dạ em chào cả nhà ha. Ngày hôm nay thì em quay trở lại ngôi nhà của mẹ của bé Duyên, 18 tuổi, bị sát hại ở trên thành phố rồi đem về nhà làm đám tang. Thì sáng 8:30 thì cũng đem em đi đến chùa để quả thiêu. Thì bây giờ cũng đã xong rồi đó cả nhà. Tại hồi sáng cũng lu bu, không có vào bên trong để gặp cô, gặp người nhà để trao tiền. Thì đây là cũng buổi chiều rồi, mấy anh em cũng quay trở lại để trao tiền của quý mạnh thường quân đã gửi cho gia đình. Thì hồi sáng là đang đưa em Duyên vào chùa để mà quả thiêu. Thì vừa đến lò thì có người thông báo là hung thủ đã bị bắt rồi tại Phan Thiết đó cả nhà. Thì nghe một cái thông tin thì cũng mới vừa bắt hồi sáng luôn, thì đang trong cái lúc quả thiêu. Thì nói là bắt rồi, giờ cũng quay trở lại để cập nhật cái tình hình hung thủ đã bị bắt. Thì cũng đã xong rồi. Dạ. Bên công an người ta hiện lại bắt được rồi. Thì là sau 2 ngày hả cô? 2-3 ngày? Cũng như là nó giết ngày thứ 7. Dạ. Bây giờ là bắt được rồi đêm hôm á. Bắt được đêm hôm rồi. Đúng rồi, tại gia đình mình lâu bu quá đó. Là cũng người ta báo mà lâu bu quá cũng mình quên á. Dạ. Thì là bên phía cơ quan chức năng là báo cho mình. Dạ. Bắt được ở đâu cô có biết không? Ở trên Phan Thiết á. Cái mong muốn của cô nhân vừa chia sẻ thì cũng muốn là bên cơ quan chức năng cũng nhanh chóng và bắt được cái người đó. Bây giờ tôi cũng bắt được rồi. Thì em Duyên thì cũng được an nghỉ rồi cô ha. Cũng cô sáng giờ cô ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Còn buồn gì cô? Buồn lắm. Bé ngủ hả cô? Bé bây giờ bên nội đem đi giữ giùm. Mất đi luôn hả cô? Không có, tại vì dì tôi mệt quá. Cô bên nội nói đem đi cho bé ngủ. Dạ. Rồi chiều đem lại trả. Dạ. Giống như là mượn gì đúng tâm vẫn chơi. Dạ. Cô bên này chắc cũng vất vả mệt. Mệt lắm đâu có được ngủ đâu, không có ngủ được chút nào hết. Dạ. Hiểu. Bây giờ trước mắt thì mình gửi cái tấm lòng của nhà tâm đi rồi để cho chị sao nhé. Dạ. Thì con cũng có ít tấm lòng của nhà tâm á. Dạ. Mình cũng gửi cho gia đình để lo cho bé. Để... thì đầu tiên thì tiên gái thì nó bắt điện thoại sợ nó bị dính cho người. Có chị Lê Thị Như Ý, chị Lê Thị Như Ý là gửi 50.000. Dạ. Có chị Danh Thị Thiên là gửi 200.000. Chị Hồ Thị Bích Ngọc là gửi 50, anh Thạch Phê Rung là gửi 500.000, có chị Thảo ở Đài Loan là gửi 2.000.000, là tổng số tiền qua kênh Bagina thì nhận được 2.800.000 đó cô. Dạ, cũng gửi dạ. Cho cô ha. Dạ. Bên cạnh đó thì cũng có mạnh thường quân giúp đỡ cho nhiều con trai của cô bên đây phải không? Dạ. Để giúp con qua bệnh không sao. 2.800.000 gửi cho cô. Hồi sáng thì cô xúc động như là gia đình của cô á, nên em không có hỏi thăm được.
Tại vì là đúng giờ mình phải đưa đi đó. Dạ. Trễ là không được. Dạ, dạ. Đây cũng là tấm lòng của nhau ta. Dạ. Gọi cho cô để lo cho bé. Dạ. Thời gian sắp tới nữa. Dạ. Tôi cũng xin cảm ơn mấy cô chú Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Rồi ở đâu bên Mỹ. Dạ. Các nước luôn. Các nước á. Dạ, trong nước, ngoài nước luôn. Trong nước và ngoài nước. Yeah. Giúp tiền này là để mua sữa cho bé. Bây giờ thì con đến chia sẻ thì nói chung là Mạnh Thường Quân cũng giúp. Như có ít thì con tụi con cũng đem đến cho trao mấy đợt rồi đó cô. Yeah. Thì cũng hỗ trợ trong phần tang lễ. Tiếp đó thì qua kênh Quý Sa Đọc thì cũng có những cái tình thương cũng gửi cho cô. Thì đến đây chia sẻ hoàn cảnh của cô thì cũng có là cô Nga ở Tây Hồ Hà Nội thì gửi cho cô là 2 triệu ha cô. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 triệu ha, cô Nga, dạ. Tây Hồ, Hà Nội. Gọi điện thoại nha. Dạ, cô điện thoại cho con. Rồi, đủ rồi. Đủ chưa? Đủ rồi. Dạ. Rồi tôi xin cảm ơn cô Cô Nga ở Hà Nội đã giúp tiền này là nuôi bé đi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, lo cho bé cảm sau này. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Dạ. Yeah. Đã giúp đỡ cho tôi với cháu. Dạ. Yeah. Xin rất nhiều Mạnh Thường Quân, con cũng thương gia đình. Có ít thì gửi ít, có nhiều gửi nhiều để giúp cho gia đình mình. Tiền này nói ít là không ít, tại vì nhà tôi nghèo lắm. Tiền này là lớn lắm. Yeah. Lúc này quá trời là thiếu thốn, khó khăn luôn. Cô khó khăn. Dạ. Yeah. Rồi giúp nhiêu đây là lớn lắm rồi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Con nhận như là trao cho cô, cũng là tiếp tục, tôi cũng rất là mong muốn được Quý Mạnh Thường Quân tiếp tục hỗ trợ cho cô, cho bé nữa. Rồi chúc cho mấy cô chú và Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước có nhiều sức khỏe dồi dào và hạnh phúc miệng mãn. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Cái hôm qua con nghe nói là cái bé mà làm chung với lại bé Duyên á cô. Nghe nói là gia đình đi rước về là có về chưa cô? Về rồi. Dạ, là về. Về hồi hôm rồi. Dạ, là có gần ở đây không cô? Qua bên Xúc Bưng. Dạ, Xúc Bưng. Hôm bữa nghe con nghe tin mà nói là cũng hăm dò gì, nghe cũng sợ đúng không cô? Sợ. Nghe hăm dò cái người đó luôn, cái bé đó luôn. Bé đó đó rồi nó về chung mà em mà lấy cục đá là khó, nó đập cái đầu thằng đó đó, đặng cho buông bé Duyên á. À, là cái cô bé đó là thấy gọi trong cái lúc đó luôn, trong cái lúc mà xảy ra sự việc là có bé đó đó luôn. Trời ơi. Thằng có người đó đó là tổ trưởng của bé Duyên á. Dạ. Yeah. Đã lấy đá đập đầu thằng giết đó. Dạ. Yeah. Nó cho buông đừng có ấy, đừng. Nó nói nó lấy đá mà. Cây nhưng mà cây mục. Cây mục hả? Đập vô đầu. Đó. Vì mạnh không buông ra. Nó cũng như là cây đó mục nó không xi nhê gì. Còn bé là cũng như là đứng kế như chứng kiến cái sự việc mà hung thủ đâu là... bé nào chứ chứng kiến cái sự con việc là hồi sáng cũng bé ở chỗ thiêu đó có mấy chú có đến không là có đến là lên thành phố rồi rước về rồi đó hả cô? Nó về rồi hồi đêm hôm không có ở đây hả? Không, tại nhà nó về nhà rồi, tại vì hồi hôm nó lại là vì... xuống đây nè. Tới sáng mới đi về. Tính có ở đây tụi con cũng tính hỏi sự việc á là gì là chứng kiến ở đó luôn, chứng kiến thì nó sẽ sự thật hơn á cô. Đúng rồi, nó hơn sự thật luôn, công an lấy lời khai nó luôn. Có công an lấy lời khai lại làm chung nó đi chung luôn. Là từ mà cái bữa mà xảy ra cái vụ án này á là đã xác nhận là cái người đó là gây ra đó đúng không cô? Đúng. Có người thấy, có người thấy rồi. Nhưng mà cái người này bỏ trốn nên là tới ngày nó bắt chính.
Rồi hồi sáng này ai thông báo cho cô là bắt dính hung thủ? Bên công an điện lại. Vừa dính là gọi cho cô hay liền hả? Cho hay, nhưng mà mình lâu nè, lâu bu quá nè, rồi tới chừng rồi cái mình mới điện. À, hồi hôm á, công an báo là cho cô là cô đã nhận được tin nhưng mà cô không nhớ tại vì gia đình đang bối rối á. Đúng rồi. Dạ. Nên tới sáng lại cô nhận được gọi tiếp thì cô mới biết là đã bắt được hung thủ rồi. Dạ. Bởi vì nếu nghe cũng, tin thì cũng mừng, nhẹ lòng phần nào. Chứ quá trời mừng. Cũng nhẹ lòng được phần nào. Chứ cô thì mẹ mà con thì buồn dữ lắm. Con nghĩ là cái nỗi buồn không phải là một ngày một bữa mà hết được. Khi mà bắt được hung thủ thì giống như em Duyên cũng được nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nó đi. Tại vì nó hăm dọa rồi, rồi kêu em tránh em về đi rồi nó không chịu. Nó gán, nó làm lãnh tiền được đặng đưa là gửi cho mẹ 3 triệu đó. Thành ra là 3 triệu đó là đổi mạng của con gái tôi đó. Đúng không? Gán nán lại để kiếm tiền gửi về cho mẹ. Ừ. Đó. Con sẽ lãnh tiền, con đưa mẹ 3 triệu. Nếu mà con về người ta không có trả tiền đâu mẹ ơi. Mới gán đi làm là bị luôn. Vậy đó. Nếu mà nó chịu về là không có chuyện gì xảy ra. Cái đầu tiên là bé Duyên nghĩ là chỉ là nói giỡn thôi chứ không nghĩ là cái câu nói đó nó xảy ra sự thật. Đâu phải đâu có chuyện đó là sự thật đâu, nếu mà sự thật nó cũng đâu có dám ở đâu, nó về rồi. Dạ. Đầu tiên là con nghe nó hăm dọa là hăm dọa như thế nào vậy cô? Hăm dọa thì hôm qua ở bên trọ với nó thì nó sẽ giết vậy đó. Dạ. Chỉ nói vậy thôi. Tao giết mày đó. Và ở chung còn mày là hăm. Trước đó có từng nó đánh với Duyên gì không cô? Có nghe nói không? Không, nó không có đánh. Còn nghe nói là khi mà anh về đây, cái anh đó về đây thì cũng hiền, ai thấy cũng hiền hết á, sống cũng bình thường thôi. Ừ, thấy vậy thiệt, nhưng mà theo tôi nghĩ lại nó qua bên đây một mình thôi. Nó qua một mình là bên đây là gia đình anh chị em cô bác là bên Duyên không à. Nên là giống nó giả bộ hiền hậu gì là cũng có. Ý là mình đó vậy. Không ngờ mà. Không ngờ nó luôn. Quá. Không ngờ. Nhưng mà tại sao nó giết rồi nó còn điện lại báo cho tôi luôn. Nó giết xong đi nó điện lại. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Con giết vợ con rồi. Mình không hiểu lý do luôn hả con? Không hiểu lý do làm sao mà nó giết xong rồi lại báo tin cho hay. Ừ. Cái thời điểm mà lúc mà hai vợ chồng chưa đi làm còn sống dưới quê á, khi mà tiếp xúc với nhau cô có thấy là có tranh cãi hay cự cãi những cái điều chuyện nhỏ nhặt gì không mà? Thì hai đứa cũng quen nhau nít là vậy thôi, cũng bình thường. Cũng gọi là gọi vậy đó. Dạ. Chắc Duyên nó cũng nghĩ vậy đó, cái cũng như là cãi hay là chút xíu vậy gọi là về vậy đó. Dạ. Cái gì là con nghe nói con thắc mắc là một điều là giống như là cái hung thủ này là muốn điện em Duyên qua để ngủ chung. Ừ. Nhưng mà em Duyên từ chối. Đúng rồi. Giống như là muốn ngủ chung đó. Qua ở chung á. Ở chung á. Dạ, nhưng mà em Duyên từ chối. Đâm ra là cứ suy nghĩ quẩn gì cái chuyện đó thôi mà đâm ra tới giết vợ mình luôn. Tới giết luôn. Tại vì từ Nam Tân Nguyên về Sài Gòn tôi đón cũng hơi xa. Yeah. Rồi nếu mà em qua rồi sao mà đi làm? Nó từ Nam Tân qua Sài Gòn. Ở bên Sài Gòn hả cô? Nó thì ở bên Sài Gòn là Vận 6 á. Ở xa lắm. Ừ, ý là tôi nghe thôi, tôi không có gần nhưng mà chắc xa. Xa mà đi Bình Dương làm thì không thể, nếu mà lên đó thì phải nghỉ làm luôn. Ừ thì nó kêu sang bên đó đó rồi em nó không đi. Đó. Tại vì em Duyên này thì giống như có một đứa là ở đó làm để kiếm tiền đó, để lo cho gia đình. Đúng rồi. Gửi cho cô nữa, nên là về đó rồi đâu có ra làm cái tiền. Về đó. Rồi xe cộ đâu mà đi về đi làm công ty kịp. Yeah. Tôi nghĩ một ngày là trừ 1 triệu bạc đó. Yeah. Tại vì gần Tết đây nè, hàng người ta quá trời nhiều á, tăng ca mỗi ngày luôn. Công ty cũng cực. Nhân viên cũng biết lo cho gia đình, gán làm với Tết nhất rồi. Đúng rồi. Kiếm số tiền gì lo cho cô cũng như là cho con cô của em Duyên nữa. Nhưng còn chàng trai này thì không nghĩ vậy. Chàng trai này nghĩ gì cái chuyện chăn gói thôi mà cứ ép buộc em Duyên phải qua ngủ chung.
thì nó tôi cũng chưa có gõ. Tôi hỏi chứ hôm gài mẹ cũng muốn điện cho con nhưng mà không biết điện số nào. Rồi nó nói con cũng muốn điện cho mẹ nhưng mà con đang kiếm chuyện làm, con tính làm ổn định rồi con mua điện thoại mới điện cho mẹ nè. Ý chị mới nói được vậy thôi, chưa có biết là làm gì. Dạ. Vậy đó. Vậy là chắc công việc cũng không ổn định, không ổn định. Con nghe nói là khi ra tay với em Duyên xong rồi có lấy đồ đạc này kia, tài sản gì nữa cô? Có. Nó giật lấy bốt rồi căn cước giấy tờ gì nó lấy hết trơn của bé Duyên. Trời ơi, điện thoại. Điện thoại khi luôn mà, đó nó giật khi mà lấy công an bắt á, tội giết người đã là một tội. Là thêm mà cướp của, cướp tài sản nữa. Là thêm một tội nữa. Giấy tờ nó lấy hết trơn rồi cho mấy chị nó, anh nó đi nhận em về đó mà không có giấy tờ người ta đâu có cho đâu. Yeah. Bắt buộc bên đây là lục kiếm mà nhờ mà có số chứng minh đó là photo đó, còn dư lợi á mới mình chụp rồi mình gửi đi á. Yeah. Mới người ta cho nhận về. Cô anh chứ nào nó bắt được hung thủ rồi có kêu mình lên trên đó hay như thế nào không cô? Có ha. Lên trên để đó. Mình làm lễ làm tang cho bé rồi đó. À mình rồi. Phải lên trên Bình Dương. Đúng rồi. À, vậy là công an Bình Dương hả cô? Công an Bình Dương. Thực thì công an Bình Dương tính ra cũng hay á. Nghe nói là trốn ra tận ngoài kia mà vẫn bất tích. Hay. Rất là hay. Giống như liên kết hết các tỉnh luôn cô. Âm thầm nữa. Quá mừng. Nhưng chứ mà chưa bắt được cô ăn không ngon ngủ cũng không yên. Gối luôn á, tại vì nó hù á. Sẽ mày tao giết mày rồi tao giết mẹ mày rồi giết Bảo Ngọc luôn. Trời. Nó vậy luôn á, tôi còn sợ luôn, nó hù tới vậy luôn á. Rồi giết hết nhà luôn. Không phải hù tôi, nó hù bé Duyên á. À nói với bé Duyên. Rồi nó kể lại nó hù như vậy á mẹ. Như hù giết hết cả gia đình. Không nghe lời á là giết tới người này người kia luôn. Dã man. Cái em gái mà ở chung phòng với bé Duyên đó là hù rồi mấy cái ngày đó là không có dám ra ngoài đường luôn hả cô? Nó, bé Duyên bị vậy rồi nó đâu có dám ra đi đâu đâu. Ở trong phòng biết luôn hả? Ở trong phòng không à, không ra đi đâu hết. Tại vì chưa bắt được nó, không biết nó trốn ở đâu á. Đâu biết ở đâu không? Cũng sợ. Tại mày chưa chấp vợ tao, không cho nó qua bên tao. Vì lý do đó mà, cho nên nó mình cũng sợ. Mày phá hoại gia đình tao, nó nói vậy đó. Giờ cái người này quá ngoan cố. Trong khi đó bé Trâm nó đâu có... Bé đó phải mấy tuổi cô? Bé Trâm cũng chắc có 20 thôi. À. 17 hả? Còn nhỏ hơn Duyên nữa hả? Nhỏ hơn Duyên nữa? Vậy là nhỏ hơn Duyên rồi. Rồi tướng tá nó giống nhau lắm, nó thương nhau lắm. Hai đứa này nó chơi lâu lắm rồi. Rồi bé kia nó có quen bà con gì đó, làm người giới thiệu vô á, vô được trước bé Duyên. Mới nó điện với bé Duyên nè, nó vô làm trong đó rồi. Dạ. Nó giới thiệu cho bé Duyên vô làm gì đó. Đưa bé Duyên vô làm để kiếm tiền á. Nhưng mà bị cái người kia hâm luôn, là cũng sợ. Cũng hên nữa mà, lỡ mà có gì nữa lại. Lỡ có gì nữa là không biết sao luôn. Tại vì lúc đó người ta đã gây ra cái vụ án rồi, sợ người ta làm liều nữa cô. Sợ á, nó sợ á. Có thể xảy ra lắm luôn. Có thể luôn á. Nó nói nó gượt nữa chứ. Gượt rồi cái mới chạy vậy đó, rồi nó bỏ rồi mới chạy qua bên đây vậy đó. Bây giờ cô có cái mong muốn không? Bây giờ bắt được cái người hung thủ rồi. Bây giờ theo cô thì cô có mong muốn gì không? Cũng bên luật pháp. Thấy bé cũng còn, con của ông Duyên cũng còn nhỏ nè, cô có muốn ở bên đó như thế nào không? Bây giờ tôi cũng không biết nói sao, là mong muốn là xử cho đúng tội đi. Rồi nếu mà chính quyền địa phương đó là tính sao với bé nhỏ như vậy đó.
đó tôi là không hiểu là pháp lực sao đó, mà tôi giải quyết dùng được. Chứ thực sự được có mất mát rất là lớn cho gia đình của cô đây. Bé đi làm con mẹ trong mong là nó lao động chính thôi. Những người bé Duyên là lao động chính trong gia đình vậy đó. Giờ bé còn nhỏ quá, trong một thời gian dài gia đình gặp nhiều khó khăn lắm. Trước lúc đó là gia đình mình khó khăn lắm hả cô? Rồi sao khó khăn mà, lắm. Sao mà em Duyên mà đưa về đây mà sao không có đồ mặc như cô? Tại đồ nó dơ quá đi, người ta cái gì? À chắc bị gây ra những cái vết thương tích đó, đó. Máu rồi. Rồi trong khi đó là giấc phia rồi không có ai bán. Vắng queo à. Lúc đó là phia luôn rồi. Đem đi đó, mấy đứa này đi nhận đó là phia lắm rồi. Là 4 giờ rưỡi là tại vì tới tám tỷ thi là tầm 1-12 giờ, lúc đó đi chạy, lúc đó em chạy từ Bình Long An xuống là người ta ngủ hết trơn, đóng cửa hết trơn, kiếm chỗ mua đồ đâu có đâu. Đồ không có. Tại vì mình cũng biết là nó chạy quần áo nó sẽ dính máu đó, là mình mua đồ trên mặt mà kiếm đâu có ai mở cửa đâu. Vậy là chị là cái đêm đó là cái người trực tiếp là em bé Duyên đưa bé về. Thì bé Duyên về là em về xong là chạy xuống đây luôn, mà tại vì có em thứ tư là nó ngồi xe nó chạy về thôi. Còn em đem đi xe con. Dạ, ngồi chạy xe máy rồi chẳng về. Vậy là vừa hay sự việc là chị có mặt ở chẳng luôn. Tại vì cũng nghe tin nhưng mà mình đi từ Long An tới mà không có kịp là người ta đã đem bé vô bệnh viện rồi. Dạ. Bệnh viện đang khám tử thi hay gì chị? Đúng rồi, khám tử thi. Nghe nói chính xác là bao nhiêu nhát không? Chắc cũng nghe là 16 nhát hay gì đó. Tại vì thấy ngồi coi camera thấy nó đâm lia lịa vậy, mình đâu có đếm từng có cái đoạn đó nữa hả chị? Còn bên công an người ta cám á, người ta nói là 16 nhát dao, là chính xác là 16 nhát dao. Tại vì mình thấy camera người ta cũng soi, mình chỉ đoán vậy thôi chứ không có chắc là như đó, nhưng mà đếm chính xác đó. Là công an người ta báo là 16 nhát dao. Quá dã man. Từ khi chị đến là chị chạy vô bệnh viện thôi sao? Đúng rồi, chạy vô bệnh viện. Có gặp được không chị, gặp được bệnh viện không? Có, là lúc đó em vô là công an người ta đang khám tử thi á. Rồi còn bé em thì nó bên công an ta cũng lấy lời khai vậy đó. Em Duyên là mất tại công ty luôn hay là đưa vô bệnh viện mất hả chị? Mất tại công ty là lúc nó đâm cho là đâm là bé chết, là nó đã mất ở bên chỗ nó gây án rồi. Còn lại đem bé vô nhà xác là chị để khám thôi. Khám tử thi, mổ tử thi chứ không có còn sống, không còn thở nữa. Dạ. Mất mình là vô trọng quá nhiều. Rồi anh nó máu mà như máu nó chảy, ta cắt đồ nó ra đâu có gì đâu mà mặc. Vậy là quấn miếng mại vải trắng mình á, rồi đem cái bọc. Mà nó đổi lúc nó đâm á, chắc máu nó đổi nhiều lắm, vậy tới đây nó không còn giọt máu luôn. Trời ơi. Mười mấy nhát dao trong đó là biết bao là máu nó đổ rồi. Dạ. Về cái đoàn ở đây thấy liệm là tay chân ấy, rồi mặt gì nó là trắng tươi luôn à. Xanh chành luôn à, không còn giống như là hết máu luôn rồi, mình nó có nước trong người là nó còn đồ bồng bồng, còn này là nó giống là khô, nó khô toàn người hết trơn, khô có miếng nước trong người. Trời bé cũng khóc thì lúc đó là nói chung là tội một cái là nó mất rồi, nhưng mà không có miếng đồ trong người mà chỉ bọc miếng vải trắng thôi. Mấy chị cũng trên xe có cứu mua cho mà đem chạy xuống đây. Vậy tới đây là mấy 8 giờ 9 giờ sáng gì đó là bắt đầu đưa em về là cỡ 4 giờ sáng, rồi mình chạy xe cấp cứu được đi qua. Nhiều khi quá rồi không còn ai bán đồ nữa nên là cứ vậy đem về thôi chứ cũng không biết sao. Tại vì giấc tối người ta ngủ hết trơn rồi, chỉ có bóng đèn, lâu lâu có một vài chiếc xe rồi mình đâu có ngờ là nó như vậy đâu. Mình hay tin mà mình sốc luôn á, mình không tin là tới giờ mình không nghĩ đó là sự thật luôn. Ở trên đó có chị, lúc đó mà xong mọi chuyện đều đã xong á, rồi có chị với có ai nữa không? Có chị, có mấy đứa bạn, đứa em nó đi trước rồi, còn em thì nó đi sau đang khám. Tại vì bé cũng có mấy chị em ở trên đó à. Có thằng em nó đi trước, tại vì nó chạy xe gáp á, ở ngoài nó biết tin trước là nó đi trước. Cùng xong với mấy nó vô bên công an người ta, xong nó qua mới chạy qua bệnh viện, nó đưa cái địa chỉ mình, nó chạy ra sao nữa.
Chị là tính ngay nếu mà như vậy thì đồ đạc của anh Duyên là trên phòng trọ trên đó vẫn còn đúng không chị? Đúng, còn mà còn em bạn nó ở chung á là nhờ bé nó đem đi đốt á, đốt rồi cũng đốt cây em, nó tại đâu có đồ mình của người mất mình đâu có dám để đâu. Dạ. Rồi đem đồ đạc thì còn lại đem đốt hết giùm. Dạ. Sự quan trọng xảy ra quá chấn động luôn, quá thương tâm luôn. Cố gắng lại còn bé nữa. Dạ. Cô giờ giống như là người mẹ kiểu dựa cho bé luôn, bé nhỏ thương quá. Ở nhà này chỉ là có hai bà cháu thôi cô. Hai bà cháu. Ừ. Không còn ai hết. Bố rồi chịu đi hết rồi còn bà cháu sống thôi. Vậy là cô là phải ở nhà chăm miết rồi đó, đâu có làm được gì nữa đâu. Dạ. Ừ. Mỗi bữa là cô giữ bốn đứa cháu, là bốn đứa con của ai cô? Con của đứa thứ ba, thứ tư, người gửi đứa. Gửi cho cô giữ? Gửi, người gửi tiền cho mấy đứa ăn, mình nấu ăn bà cháu vậy đó. Dạ. Nhưng mà khi nào mà anh chị đi dặm lúa thì mình mới gửi đó không con? Không phải, nó đi thành phố đó. Dạ, con gửi, của chị này hả? Dạ. À, con với chị đi rồi nó gửi về chịu vậy đó, rồi cho mình nấu cho ăn chung đi. Yeah. Con cháu mà đâu có cần tiền bạc gì. Yeah. Nếu mà có ăn được rồi có hoàn cảnh phải đi làm chứ mà ở nhưng nhà mà không giữ nó đâu có đi làm được, không làm được. Ừ. Giờ đa phần là gửi con cho bà ông giữ để đi làm, chứ mà ở nhà luôn thì đâu có kinh tế này nó có. Như là cô ở nhà là ở không chứ nó giữ mấy đứa cháu đâu có đi làm gì được. Không, con không làm gì được. Khi nào có người giữ bé thì cũng đi làm, đi mượn làm thuê đó. Nghe cô nói là gửi được cái là cô phải đi đặt mấy cái gì đặt đó. Đặt cá, đặt chúng. Con thấy mấy cái chúng. Bông dừa, ừ đúng rồi, thấy không? Đó. Bữa con có thấy. À. Đi đặt để bán cho cô. Bán nhiều, bán người ngày bán được nhiều không cô? Nếu mà bữa nào có cũng ký 2 ký. Còn không có nửa ký cũng không chừng chỉ. Tại vì mình lớn tuổi rồi sức khỏe quá yếu đi rồi đâu làm gì nổi. Yeah. Được nhiêu đó cũng mình sống qua ngày đi. Yeah. Tính vậy đó. Cô có ngày đặt bóng cá. Thì hôm nay thì đến đây rồi chúng tôi cũng hỏi thăm về gia đình, cũng mong cô là cố gắng vượt qua, với lại con cũng anh em con nãy cũng có tấm lòng rồi luôn cũng gửi cho cô. Tôi cũng hy vọng thì khi mà anh em chia sẻ những đoạn video lên thì lại tiếp tục nhận được cái tình thương từ quý mạnh quân để tiếp tục giúp cho gia đình mình đó. Yeah. Thì anh em vẫn tiếp tục nhận để giúp cho bé con của anh Duyên. Rõ nó như vậy thì giờ cô thì hoàn cảnh gia đình thật sự quá khó khăn nha cô ha. Dạ. Bây giờ cô bà để cho con thắp nén hương được không cô? Dạ được. Thắp nén hương cho em ha. Mời chúc xong đám rồi nè cả nhà. Xong đám rồi còn có mấy người à? Tôi để đây luôn hả cô? Phong tục của tôi là như vậy, đúng là 9 ngày làm tượng cho em đó là để như vậy. Nói 9 ngày đó là làm thêm một lần nữa. Dạ. 9 ngày. Cái gì kìa Phật? Cái gì? Cảnh là xót xa. Em mới ra đi để đây còn có mình nên cô với đứa con. Để em cúng cơm em. Dạ. Thay mặt quý khán giả với mình Đường Quân thì cũng thắp cho em một nén hương ha. Mình ở trên suối sớm được siêu thoát phù hộ cho gia đình. Chứ đến nay cũng hỗ trợ cho gia đình đó, bổ ích làm nhiều, giúp cho gia đình trong lúc khó khăn này. Bây giờ con cũng xin phép con chào cô nha cô. Dạ, dạ. Cô cố gắng nha. Dạ. 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 Xin chào. Rồi, xin kính chúc. Cố giữ sức khỏe nha cô, nghỉ ngơi nhiều nha cô. Dạ. Cố gắng nha cô ơi. Dạ. Chào chị Vân. Chị đi nào đi. Chị đi nào đi làm. Chị chưa biết nữa, để
chưa, chừng nào sắp xếp ổn ổn mới đi lên đi làm. Với cô về hôm đi, không ai ngủ với cô. Đi đi cái buồn. Đi là buồn lắm luôn. Đi rồi mất con mình cô ở nhà luôn. Dạ. Thôi chào cô nha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ.